Vâng, và kính thưa toàn thể các vị đại biểu, khách quý rất trân trọng và kính mến. Trải qua với những tháng ngày học tập, công tác và tìm hiểu của đôi bạn trẻ, đến ngày hôm nay, tình yêu của hai em đã chính thức trở thành hiện thực. Được sự nhất trí cao cả của đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ, được sự tác hợp của tất cả quý vị, và đặc biệt hai em đã được chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện cũng như đăng ký kết hôn cho hai em nên vợ thành chồng. Và kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay rất hân hoan cho hai gia đình được chính thức chọn ngày lành tháng tốt để cùng long trọng tổ chức chương trình lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ. Và kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý rất trân trọng và kính mến. Và đặc biệt trong công việc buổi sáng ngày hôm nay, gia đình chúng tôi được đón nhận tình cảm của tất cả các quý vị đại biểu, khách quý xa gần, trên các cụ ông, các cụ bà, các bậc làm cha làm mẹ, và đặc biệt là những người bà con khu xóm láng giềng. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta đã cùng bớt chút thời gian vàng ngọc của mình, cùng trở về với trung tâm tiệc cưới của gia đình để cùng chung tay xây đắp lên mối tình vô tư trong sáng của đôi bạn trẻ. Cũng như quý vị, chúng ta đã giúp đỡ gia đình chúng tôi mọi công việc trong buổi sáng ngày hôm nay. Và giờ đây thì khán phòng hạnh phúc của gia đình cũng đã được khang trang và lịch sự rồi. Kính thưa toàn thể quý vị, và đặc biệt trong buổi trưa ngày hôm nay, để chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ, cũng như chào mừng tới sự hiện diện của tất cả quý vị, song tại trung tâm tiệc mừng gia đình chúng tôi có tổ chức chương trình bữa cơm thân thiện, có chén rượu nhẹ để đón tiếp tất cả quý vị. Và cho phép ban tổ chức xin được chuyển lời mời trân trọng của gia đình, xin được hân hoan chào đón tới tất cả các quý vị đại biểu, khách quý xa gần. Quý vị là những người mà gia đình chúng tôi đã trân trọng gửi tới tay những cánh thiệp hồng, cũng như đã có lời mời trang trọng trong chương trình bữa cơm thân thiện chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được đón tiếp đón mời tất cả quý vị, giờ này chúng ta còn đang ở nơi đâu, cũng như quý vị chúng ta vẫn còn đang ở dãy những nhà lân cận. Xin được đón tiếp đón mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng khẩn trương hơn nữa thu xếp mọi công việc của mình, cũng như chỉnh chu lại những tư trang cá nhân của mình, cùng di chuyển về với khán phòng hạnh phúc của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay, để gia đình chúng tôi được đón tiếp đón mời tất cả quý vị. Và chúng ta sẽ cùng trở về với khán phòng hạnh phúc của gia đình để cùng mời thuốc, mời trà và cùng chung tay chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Cũng như quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng thật cao ly rượu mừng, chúc mừng cho đôi bên gia đình, cũng như chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương trong chương trình bữa cơm thân thiện buổi trưa ngày hôm nay. Và đặc biệt sự hiện diện có mặt của tất cả quý vị là nguồn cổ vũ và động viên rất lớn đến tình yêu của đôi bạn trẻ. Và tình yêu của đôi bạn trẻ có được như ngày hạnh phúc như ngày hôm nay, đó chính là nhờ vào sự chỉ bảo chăm sóc ân cần của các thế hệ đi trước, các bậc làm cha làm mẹ. Cùng tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở về nơi đây để cùng hợp hoan với gia đình trong chương trình bữa cơm thân thiện buổi trưa ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp.